Còn tại Indonesia, trong ngày 3 tháng 10, một bộ trưởng cấp cao của nước này cho biết sẽ bồi thường 50 triệu rupiah, tương đương với 3.268 đô la Mỹ cho một gia đình các nạn nhân đã thiệt mạng trong vụ dẫm đạp tại sân vận động ở thành phố Malang vào cuối tuần qua. Đây cũng được xem là một trong những vụ dẫm đạp đã diễn ra tại một sân vận động hết sức nghiêm trọng và được coi là nghiêm trọng nhất trên thế giới. Văn phòng của Tổng thống Indonesia Joko Widodo dự kiến giải ngân khoản hỗ trợ nói trên trong từ 1 hoặc 2 ngày tới. Cùng ngày 3 tháng 10, giới chức và cầu thủ của Arema đã đến đặt vòng hoa trước sân vận động Kajuruhan, đồng thời gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân trong thảm kịch. Bạn tôi là Benny, anh ấy thường đến nhà tôi để bàn luận về bóng đá, về câu lạc bộ Arema. Khoảng 1 giờ tôi nhận được điện thoại thông báo anh ấy là một trong những trường hợp tử vong trong vụ dẫm đạp. Tôi đã rất sốc, Đến giờ tôi vẫn không ngừng đặt câu hỏi, tại sao lại là anh ấy chứ? Vụ việc xảy ra sau khi trận thi đấu giữa hai đội Arema FC và Persebaya Surabaya kết thúc vào tối 1 tháng 10 với tỷ số 2-3. Do thất vọng vì đội nhà thua cuộc, các cổ động viên của đội Arema FC đã lao vào sân, buộc cảnh sát phải dùng hơi cay để kiểm soát tình hình, dẫn đến việc đám đông dẫm đạp lên nhau và nhiều người bị ngạt thở. Ít nhất 125 người bị thiệt mạng và 323 người khác bị thương bộ trưởng an ninh indonesia cho biết nước này sẽ thành lập một nhóm điều tra độc lập để làm rõ nguyên nhân cũng như xử lý những đối tượng gây ra thảm kịch trên